chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên mình. Hôm nay là 9/3/2021. Thì hôm nay mình gieo cái cây bưởi vàng mà hôm qua mình đã đăng trên Zalo á, là mình bán chỉ duy nhất ngày 8/3, một cây có bông duy nhất này với giá hữu nghị, và anh ở Bến Tre đã đặt hàng. Thì hôm nay mình đóng gói gửi cho anh và em quay cái clip ngắn này để gửi cho anh xem. Đây, cây tựa bông hoa dũng mỹ vàng, ở dưới thì rễ đây, rễ là bao rễ bao sống. Là anh về là chỉ cần đợi hoa bung ra là mình sẽ có hoa, mặt hoa để chơi, để trưng. Rồi, em xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều đã ủng hộ cây bên em, và chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha, buổi chiều ấm áp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.